Nên cho người mới khi tham gia vào thị trường crypto phần 2. Ở video trước mình đã nói về hai website để chốt giá toàn thị trường là CoinGecko và CoinMarketCap. Thì khi chúng ta bấm vào một đồng coin để xem, mình có thể xem những tiêu chí như là market cap, vốn hóa, thứ hai là giá. Có nhiều bạn thấy đồng coin này giá cao quá không mua. Ví dụ với 1.000 đô thì mình chỉ mua được 0,00 token đấy thôi. Cho nên bạn quyết định không mua thì đây là tư duy hoàn toàn sai lầm. Thứ ba là trading volume, tiếp theo là rank, thứ hạng, đồng coin này ở thứ hạng bao nhiêu. Tiếp theo là đồng coin này được list trên sàn nào, bạn mua ở đâu. Với người mới thì mình nghĩ các bạn nên chọn những coin được list trên Binance để mua. Và cuối cùng các bạn có thể đọc thêm thông tin tại website của dự án. Tiếp theo, mình nghĩ các bạn nên tạo cho mình một tài khoản Telegram. Đây là nơi giống như là mạng xã hội của crypto, thì mình sẽ tham gia vào những nhóm Telegram và crypto lớn và uy tín tại Việt Nam để thảo luận này, bổ sung kiến thức, tìm kiếm kèo, cơ hội đầu tư, vân vân. Mình lấy ví dụ như những nhóm sau đây, các bạn có thể tham khảo danh sách bên dưới nhé. Đối với các bạn mới khi chúng ta chưa có kiến thức và kinh nghiệm về phân tích kỹ thuật, thì mình nên đọc tin tức thường xuyên để cập nhật thị trường tại coinsao8.com. Đây là trang tin tức về crypto lớn nhất tại Việt Nam và học thêm kiến thức qua những kênh YouTube sau đây, các bạn có thể tham khảo bên dưới. Quay trở lại với ban đầu và mục tiêu của các bạn khi tham gia vào thị trường crypto, ví dụ 1.000 đô với mục tiêu x2 thành 2.000 đô trong vòng 1 tháng rưỡi, thì đầu tiên các bạn nên nói không, tuyệt đối là không với margin và futures, bởi vì đây là kênh đầu tư rất rủi ro cho những bạn mới. Tiếp theo là số tiền 1.000 đô mình sẽ chia thành 900 đô và 100 đô. Đầu tiên chúng ta sẽ dành ra 100 đô. Option 1 là các bạn để USDT và option 2 là các bạn sẽ chia ra mua một số lượng nhỏ coin nền tảng, lấy ví dụ như AVAX, Solana, Matic, Near, Dot vân vân để chúng ta trải nghiệm sản phẩm và tìm kiếm cơ hội để săn retroactive. Retroactive là gì thì mình sẽ giải thích ngay sau đây. Để nói chi tiết hơn về cách săn retroactive cũng như là cách chọn dự án thì các bạn nhớ xem video săn retroactive của Coinsao8TV tại YouTube nha. Các bạn có thể hiểu nôm na là chúng ta sẽ trải nghiệm sản phẩm của dự án trên các nền tảng để chúng ta có cơ hội nhận được airdrop. Thì cái này đang là xu hướng rất là hot, cho nên mọi người nhớ tìm hiểu về retroactive nha. Còn 900 đô này thì mình có thể chơi mạo hiểm hơn một chút. Chúng ta sẽ chọn ra hai dự án, một dự án midcap và một dự án lowcap. Làm sao để biết dự án nào là midcap hoặc lowcap thì các bạn xem lại video trước mình đã giải thích về midcap hoặc lowcap rồi. Và dĩ nhiên thì chúng ta phải research thật là cẩn thận và tìm hiểu thật kỹ và có đủ mọi lý do để chúng ta mua và hold token đó. Sau đó nếu như mà may mắn và uptrend thì mình có thể x2 và chốt phần gốc. Sau đó thì mình tiếp tục gồng lời và tiếp tục tìm những dự án midcap và lowcap, lặp lại quy trình như trên. Mình có một lời khuyên cho những bạn nào mà chúng ta có vốn nhỏ mà muốn target x2 trong vòng 1,5 tháng như trên thì mình nên dành thời gian tìm hiểu và tham gia IDO, IEO và tham gia whitelist, bởi vì mấy kèo này một khi mà đã trúng rồi thì có khả năng x to từ vốn nhỏ. Tiếp theo, mục số 7 đó là nếu các bạn có thêm thời gian thì chúng ta hãy cố gắng đọc thật nhiều và tìm hiểu nhiều hơn về thị trường crypto nha. Đầu tiên đó là mình đừng mua mà không biết vì sao mình lại mua con đó. Thứ hai nữa là các bạn đừng FOMO, đừng nghe theo cộng đồng dụ dỗ hoặc là ai đó dụ dỗ các bạn mua con này con kia. Thứ ba là các bạn chỉ chơi số tiền có thể mất mà thôi, và cuối cùng là đừng nhìn ví người khác. Ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn một trang hệ thống hóa kiến thức từ A đến Z, đó là Coin68 Portal. Thì trang này tổng hợp kiến thức và hệ thống hóa lại kiến thức từ hệ sinh thái Big Cap, DeFi và một trang rất là hot là NFT Gaming. Đây là một trang khá là hot tại thời điểm hiện tại. Ok, hy vọng qua video này thì những bạn mới chúng ta sẽ có thêm kiến thức và có một cái nhìn tổng quan về thị trường crypto. Nên nhớ là hãy tôn trọng quyết định đầu tư của bạn, đừng nghe theo ai dẫn đến lùa gà rồi lừa đảo, scam và mất tiền trong thị trường này là chuyện như cơm bữa. Hãy nhớ điều đó và hãy đọc và tìm hiểu về dự án trước khi mua bất cứ một cái gì. Chúc các bạn may mắn trong thị trường này.